các bạn đến với khóa học mở HTML5 căn bản trên trang MyClass.vn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương 4, đó là bài đồ họa trong HTML5. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thể Canvas. Thể Canvas trong HTML5 được sử dụng để vẽ các đối tượng đồ họa. Chẳng hạn như chúng ta muốn vẽ đoạn thẳng, vẽ hình tròn, vẽ hình vuông, hình chữ nhật, hoặc là thậm chí chúng ta vẽ ra một đoạn văn bản. Và dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng thẻ Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa. Đây là sử dụng thẻ Canvas để vẽ đoạn thẳng. Đây là hình chữ nhật được tô màu gradient, nghĩa là tô màu chuyển sắc từ trắng sang vàng. Và đây là vẽ chữ. Về mặt cú pháp thì thẻ Canvas rất đơn giản. Chúng ta có thể mở Canvas và thẻ đóng Canvas. Mỗi một đối tượng Canvas cần phải có một ID. Và lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng JavaScript để vẽ các đối tượng đồ họa lên trên Canvas này. Theo mặc định thì Canvas chưa chứa gì cả và chúng ta cần phải sử dụng JavaScript để vẽ lên. Thì theo mặc định thì Canvas không có màu sắc background, cũng không có màu border. Chúng ta có thể sử dụng CSS để chỉ định màu background hoặc là chỉ định màu border cho Canvas. Và dưới đây là một ví dụ. Chúng ta có Canvas với ID là Canvas 1, chỉ định chiều rộng là 200 và chiều cao là 100. Và chúng ta sử dụng CSS để chỉ định màu background là màu vàng, cũng như là border có kích thước là bằng 5 pixel và solid và có màu đen cho màu đường viền. Và như các bạn thấy trên màn hình thì dưới đây là kết quả của đoạn code bên trên. Như đã được giới thiệu ở phần trước thì để vẽ các đối tượng đồ họa lên trên Canvas, chúng ta còn phải sử dụng JavaScript. Chẳng hạn dưới đây là một ví dụ về việc vẽ hình chữ nhật. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một đối tượng Canvas có ID là Canvas 1, kích thước chiều rộng là 200, chiều cao là 100. Và chúng ta có thể tùy chọn chỉ định màu background hoặc là màu border. Và dưới đây là đoạn code JavaScript để vẽ đối tượng hình chữ nhật lên trên Canvas bên trên. Các bạn thấy ở đây là hình kết quả của đoạn code này. Chúng ta sẽ có một cái Canvas có màu background là màu vàng và một cái hình chữ nhật màu đỏ bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách vẽ đối tượng đồ họa lên trên Canvas. Để vẽ một đối tượng đồ họa lên trên Canvas thì đầu tiên chúng ta phải lấy được đối tượng Canvas. Chúng ta lấy đối tượng Canvas bằng phương thức là document.getElementById và truyền vào là ID của Canvas mà chúng ta muốn lấy. Và chúng ta lưu vào biến C. Sau đó từ đối tượng Canvas chúng ta sẽ lấy ngữ cảnh của Canvas là ngữ cảnh 2D. Vì vậy nên chúng ta gọi hàm c.getContact và truyền vào giá trị là 2D, có nghĩa là chúng ta lấy ngữ cảnh 2D, lấy ngữ cảnh 2 chiều. Và chúng ta lưu cái contact này vào một biến gọi là CTX. Và trước khi vẽ một đối tượng thì chúng ta nên xét màu mà chúng ta sẽ vẽ lên. Chẳng hạn tôi muốn vẽ một hình chữ nhật màu đỏ thì tôi xét vào thuộc tính là CTX.FillStyle, là tôi chọn giá trị màu đây là màu đỏ. Và sau đó tôi thực hiện phương thức vẽ hình chữ nhật bằng cách gọi hàm là ctx.fillRect và truyền vào là 4 tham số. Tham số thứ nhất chính là tọa độ x. Tham số thứ hai chính là tọa độ y chúng ta muốn vẽ. Ở đây 0,0 có nghĩa là tôi sẽ vẽ tại vị trí góc tọa độ 0,0. Tham số thứ ba đó là chiều rộng là bằng 100. Và tham số thứ tư đó là chiều cao là bằng 50. Thì chúng ta thấy chiều rộng của chúng ta là được 100 pixel và chiều cao là bằng 50 pixel. Sau đây tôi sẽ demo một số ví dụ trên công cụ ZBrush. Chúng ta sẽ tạo ra một canvas và sau đó vẽ một hình chữ nhật lên trên canvas đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra đối tượng canvas. Chúng ta nhớ đặt ID cho canvas này, chẳng hạn như là canvas 1. Chúng ta chỉ định chiều rộng 200 và chiều cao
100. Chúng ta có thể chỉ định màu sắc background hoặc không là tùy ý. Chẳng hạn bây giờ tôi để không màu sắc background. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện viết JavaScript để vẽ đối tượng hình chữ nhật lên trên canvas này. Để viết JavaScript thì chúng ta mở thẻ JavaScript và cửa sổ viết JavaScript xuất hiện. Trước hết chúng ta sẽ lấy đối tượng canvas mà chúng ta muốn vẽ. Sử dụng phương thức get element by ID và truyền vào là ID của đối tượng chúng ta muốn lấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy contact 2D. Chúng ta nhớ tên hàm trong JavaScript thì có phân biệt họ thường. Và truyền vào chuỗi 2D. Nghĩa là chúng ta lấy contact là 2 chiều. Không gian 2 chiều. Và từ đây chúng ta sử dụng đối tượng contact để vẽ các đối tượng chúng ta muốn. Trước hết chúng ta sẽ chỉ định màu sắc, chúng ta sẽ tô. Tôi vẽ màu đỏ. Và sau đó gọi phương thức vẽ hình chữ nhật, đó là phương thức fill rect. Chúng ta truyền vào 4 tham số. Tham số thứ nhất chính là tọa độ x. Tham số thứ hai là tọa độ y. Tham số thứ ba là kích thước chiều rộng. Chẳng hạn tôi vẽ chiều rộng là 100. Và như các bạn thấy trên màn hình ở bên phía output của chúng ta đã xuất hiện hình chữ nhật. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thẻ canvas trong một số website, chẳng hạn như www.school.com. Tại đây các bạn dễ dàng tìm thấy những thông tin về thẻ canvas trong HTML5. Những browser hỗ trợ thẻ canvas. Và để tham khảo chi tiết thì chúng ta có thể vào phần Canvas Reference. Tại đây sẽ liệt kê ra tất cả các thuộc tính cũng như là các cái phương thức của thẻ canvas. Ví dụ như hồi nãy chúng ta đã sử dụng phương thức là Fill Style. Chúng ta đã sử dụng phương thức là Fill Rect. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm một số phương thức khác ở trong này. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.